Gặt lúa không còn là nỗi lo với máy gặt mini 4AZ 1.2 new từ châu Hoàng Tuyên Quang. Đây là hình ảnh bà con nông dân tại tỉnh Bắc Cạn đang thu hoạch những cánh đồng của mình với máy gặt lúa mini 4AZ 1.2 new. Với khả năng hoàn thành toàn bộ các công đoạn cắt lúa, đập, làm sạch, đóng bao tại ruộng, máy gặt này giảm bớt lao động nặng nhọc và tiết kiệm công lao động. Thêm vào đó, việc sử dụng máy gặt liên hợp mini 4AZ 1.2 new còn giúp giảm chi phí thu hoạch một cách đáng kể. Với thiết kế nhỏ gọn, máy gặt này cho phép di chuyển linh hoạt trên mọi địa hình ruộng, bao gồm ruộng bậc thang, ruộng nhỏ, ruộng vuông tôm, ruộng sình lầy, có độ cao lên đến 45 cm. Hệ thống buồng đập quạt gió được cải tiến, giúp cho quá trình gặt hái trở nên hiệu quả bằng cách loại bỏ các tạp chất và bụi bẩn, giúp cho thóc sạch và tạo điều kiện bán thóc tươi ngay tại ruộng. Máy gặt lúa mini 4LZ 1.2 new được trang bị hàn cắt 1,2 m, mang lại năng suất tốt nhất so với các dòng máy gặt mini khác. Dưới đây là một số thông số kỹ thuật chi tiết của máy gặt mini 4LZ 1.2 new. Với những tính năng và thông số kỹ thuật ấn tượng, máy gặt lúa mini 4LZ 1.2 new là công cụ không thể thiếu cho bất kỳ bà con nào đang tìm kiếm giải pháp thu hoạch hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Liên hệ Châu Vàng Tuyên Quang ngay hôm nay để không bỏ lỡ các ưu đãi và thông tin chi tiết.